Một tài khoản mạng xã hội được cho là Tôn Bằng lên bài sau khi quyết định ly hôn đưa ra, cho rằng nếu không có anh thì chẳng ai biết đến Hằng Du Mục. Anh còn tuyên bố tặng hai con cho vợ cũ. Tài khoản này cho rằng nếu không lừa dối chồng, cô có ly hôn không? Cô không khinh thường chồng cũ vì đã làm điều này sao? Nếu cô không lừa dối chồng, liệu tôi có tác động vật lý cô không? Nếu tôi không ủng hộ cô có thể mở cửa hàng ở Sài Gòn được không? Làm sao cô có thể giỏi như vậy nếu không được tôi đưa đi quay video ở Trung Quốc? Làm sao cô có đồ ở Trung Quốc để bán? Nếu tôi không đưa cô đến Tân Cương, cô có thể phát sóng trực tiếp ở Tân Cương được không? Nếu tôi không ủng hộ cô, ngay từ đầu cô có đối tác thương hiệu nào hợp tác với cô không? Hãy coi sự vô ơn là điều đương nhiên, hãy coi sự phản bội đến mức tột cùng. Chưa hết, với kết quả vợ được quyền nuôi dưỡng 4 con, 2 con chung và 2 con riêng, Tôn Bằng cũng có tuyên bố sốc về việc này. Anh viết, tôi cung cấp sản phẩm nhiều năm như vậy, nho khô, sô-cô-la, táo đỏ. Hai cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, một nhà máy tôi đầu tư ở Cà Mau, tài khoản livestream chúng tôi cùng làm với nhau. Còn có hai con trai đều tặng cho cô ấy Hằng Du Mục. Tôi thật sự đã rất nỗ lực để đạt được điều đó. Thái độ ban bố của Tôn Bằng khiến nhiều người phẫn nộ. Ai nấy đều bức xúc vì đến giờ phút này mà anh vẫn chưa nhận ra được lỗi sai khi liên tiếp mỉa mai, ẩn ý về vợ cũ. Ở diễn biến khác, ngay trước ngày ra tòa để tranh chấp giành quyền nuôi con, ở Việt Nam quản lý của Hằng Du Mục cũng đã có những thông báo về hành trình sắp tới của nữ TikToker cũng như Dịch Dương và Nhất Dương. Theo đó, quản lý của Hằng Du Mục cho biết anh đã sắp xếp chuẩn bị cho nữ TikToker về Việt Nam trong thời gian tới, cụ thể là kết hợp với những mặt hàng nông sản về miền Tây để livestream. Anh khẳng định đây chắc chắn sẽ là một đại hội nông sản thu hút nhiều điêu hời và có giá trị cho người xem. Ngoài ra, anh còn cho biết Dịch Dương và Nhất Dương cũng sẽ theo dì về cùng. Anh hứa hẹn chuyến đi sẽ rất thú vị, mời mọi người cùng chờ đón những khoảnh khắc thú vị này trong hành trình khám phá miền Tây. Trước những thông tin mới này, người hâm mộ của Hằng Du Mục vô cùng háo hức, đồng thời mong ngóng gửi lời chúc may mắn chuyến về Việt Nam sắp tới các mẹ con sẽ bình yên, không phải lo nghĩ những điều tiêu cực nữa. Trước khi chứng kiến bố đối xử tệ với dì, Nhất Dương và Dịch Dương có tuổi thơ không mấy êm đềm. Điều này được Hằng Du Mục tiết lộ trong bài đăng xác nhận chuyện bị tác động vật lý vào ngày 10 tháng 8 vừa qua. Cô cho biết khi cãi vã xảy ra, Dịch Dương nói thẳng với bố, lúc ông đụng tay đụng chân mẹ tôi còn nhỏ và tôi chỉ dám đứng núp sau cánh cửa nhìn ông tác động không dừng tay. Có lẽ chính vì không muốn cảnh tượng đó lặp lại và thực sự yêu quý Hằng Du Mục mà Dịch Dương không ngại lao vào đỡ, bất chấp hiểm nguy. Về Nhất Dương, khi bị tác động vật lý lần đầu tiên hồi tháng 6 năm 2024, Hằng Du Mục cũng từng chia sẻ rằng Nhất Dương có nỗi khổ tâm riêng nên không dám đứng ra bảo vệ gì. Lúc đó Hằng không nói thẳng nhưng ai nấy đều hiểu những gì đã được chứng kiến trong quá khứ đã có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của Nhất Dương. Bình thường cậu bạn cũng được nhận xét là người nhút nhát, ít khi xuất hiện hơn so với em trai. Và chính từ quá khứ đau lòng đó, Hằng Du Mục quyết định im lặng và nhẫn nhịn chịu đựng chồng trong nhiều năm qua. Hằng cho biết mình chỉ muốn bảo vệ những đứa con được lớn lên bình yên, được bù đắp tình cảm sau nhiều năm không có mẹ bên cạnh. Trong bài đăng tối ngày 13 tháng 8, Hằng Du Mục tiết lộ lời nói đau lòng của Nhất Dương. Thấy dì dọn đồ ra khỏi nhà, Nhất Dương không khỏi lo lắng nhưng biết mình sẽ được theo, cậu bạn chuyển từ trạng thái khép nép sang hớn hở, con cũng được đi à? Con có phòng không ạ? Để con mua cái máy tính để bàn con tập edit video. Dịch Dương vốn là người vô tư và mạnh mẽ hơn nên Hằng Du Mục nhắn tin dặn dò rằng nếu mình có xảy ra chuyện gì, cô mong hai anh sẽ bảo vệ hai em và biết tự bảo vệ bản thân. Hơn ai hết, Hằng Du Mục hiểu rằng những ngày vừa qua Nhất Dương và Dịch Dương sống trong nơm nớp và hoang mang, sợ gì sẽ bỏ rơi mình. Phía dưới bài đăng, cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận xót thương cho Dịch Dương và Nhất Dương. Kết quả phiên tòa hôm nay, Hằng Du Mục chấp nhận ra đi tay trắng để đổi lại quyền nuôi 4 người con trai khiến ai cũng cảm động và chúc bình an đến 5 mẹ con.